Trong kinh Trường Bộ phẩm 26, Đức Phật đã rất là vi diệu lấy cái tỷ dụ cái cây để cho chúng ta biết cái pháp chúng ta tu tập. Nhưng mà trong đó còn có những điều sâu thẳm để cho những người nào hành trì miên mật thì mới có thể thẩm thấu được cái chân lý ngọt ngào, chân lý vi diệu mà Đức Phật đã diễn tả ở trong cái bài kinh Luận Cây. Đầu tiên chúng ta thấy cây có lá có nhánh, mà cây càng có lá nhiều chừng nào, có nhánh nhiều chừng nào thì cây ấy xung xuê, và nhánh và lá đều tượng trưng cho các pháp hành. Và hàng ngày chúng ta đều phải hành trì như là lễ bái tam bảo, cúng dường, bố thí, in kinh, xây chùa, rồi khuyến khích người khác tu học. Những phương pháp ấy đều chỉ là cành và lá, nhưng không có cành lá thì cây trụi lũi rồi, nó cũng sẽ chết, nó không có tồn tại. Cho nên nó rất cần cành lá. Những nghi thức bình thường đơn giản để chúng ta nhắc nhở chúng ta nhớ. Cho nên những nghi thức đơn giản bình thường hàng ngày chúng ta vẫn phải thực hành, vẫn phải lễ bái tam bảo, đi đứng nằm ngồi đều phải giữ oai nghi, không thể buông thả được, mặc dù đó chỉ là cành và lá. Và thưa chư vị, nếu cành lá không có, cây trụi lũi không ít lợi gì thế. Vì những cái lá mặc dù đời sống nó rất là tạm bợ, một cơn gió thổi rồi, nhưng thưa chư vị, chính những cái lá ấy nó chứa đầy diệp lục tố. Và diệp lục tố nó chuyển hóa cái gì? Nó nương theo ánh nắng sử dụng tất cả những cái gì mà trích từ dưới đất lên, nên nó chuyển hóa từ khí CO2 thành khí oxy O2. Tức là những cái gì dư thải từ loài người thải ra ở nơi phổi CO2 thì là nó chuyển hóa thành ra oxy có ích lợi, để rồi loài người lại dùng cái O2 đó. Loài chó, loài mèo đều phải có O2 oxy để mà thở. Thì các lá cây đều có cái nhiệm vụ đó. Cho nên những nghi thức mà chúng ta hành trì càng đơn giản nhưng mà lại có sự thanh tịnh đều giúp cho chúng ta chuyển hóa những cái tâm ố tạp, những cái mắt tai mũi lưỡi ghi nhận những cái cảm xúc dục lạc để nó chuyển hóa lại thành cái ích lợi. Rồi sau đó nó cần có cái thân cây càng lớn bao nhiêu thì cái vỏ càng phải dày bấy nhiêu, vì cái vỏ chính là sự bảo hộ cho thân. Cho nên người tu tập phải giữ giới, giới càng nghiêm trì chừng nào, giới nhỏ nhất cũng phải giữ, càng nghiêm trì chừng nào thì nó mới bảo hộ cái thân lớn. Những cây lớn đều có những cái vỏ rất là cứng. Cho nên người tu tập đạo Phật phải giữ giới, giữ giới rất nghiêm, giới lên mắt, lên tai, lên mũi, lên lưỡi, lên thân, lên ý. Và chỉ cần giữ năm giới thôi, mà nếu giữ được mắt, lên tai, mũi, lưỡi, thân, ý và giữ 24/24 thì cái vỏ cây càng lớn, và vỏ cây càng lớn thì cái thân cây càng lớn, vỏ bảo đảm cho cái sự sinh tồn của cái thân. Nhưng giữ giới không cũng chưa đủ. Đức Phật có nói rất rõ trong kinh Pháp Cú và tất cả những kinh khác, không thiền định, không trí tuệ, không giải thoát. Cho nên giữ giới chỉ là bước căn bản để chúng ta có thể hành trì thiền. Và thiền đây là thiền định chana, tức là thiền định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nó không có vipassana thiền, mà cũng không có metta thiền, mà cũng không có là satipatthana thiền, mà cũng không có anapana thiền, mà nó chỉ là thiền định. Thiền định là gì? Là thấy cảnh không chạy theo, không bị rung chuyển bởi những sự cám dỗ dục lạc trong cuộc đời. Đấy. Vì nó đã định rồi, nó thấy rằng các pháp hữu vi đều là vô thường, khổ não, vô ngã, cho nên nó không có bị di chuyển gì hết. Khi thiền định, tức là có cái lớp gỗ nó dày, nó cứng, rồi vào phía bên trong thì nó có gỗ lớp mềm, thì Đức Phật gọi là trí tuệ. Nhờ thiền định, nhờ có thiền có định mà nó sẽ là trí tuệ. Cho nên bên trong là lớp gỗ mỏng.
Lớp vỏ mỏng có tác dụng gì? Kính thưa chư vị, đem tất cả những chất dinh dưỡng từ dưới lòng đất đem lên để nuôi cái thân cây. Tức là phải có trí tuệ thì nó mới có thể giải quyết được cái vấn đề sinh tử. Nhưng rồi đi vào cốt lõi của cái thân cây thì Đức Phật nói ngoài bốn cái quả và bốn con đường, tức là tám, thì không có thánh đạo, không có thánh giả ra đời. Thánh đạo thì phải gồm tám, tức là tu đạo hoàn, tu đạo hoàn quả, tu đạo hoàn đạo, tu đạo hàm quả, tu đạo hoàn đạo, A-la-hán quả, A-la-hán đạo, A-la-hán quả, A-la-hán đạo. Không có đạo thì không có thành quả đâu. Có một cái trái cây thì nó cũng phải chuyển hóa từ từ, nó không thể nào tự nhiên cây mọc lên mà nó ra trái. Nó không phải hút các chất dinh dưỡng cái trái đó từ cái bông hoa rồi nó thành kết tụ lại thành ra trái, từ từ nó lớn. Tu tập cũng thế, chúng ta phải có kiên nhẫn, kham nhẫn, chịu đựng và miên mật hành trì liên tục, không ngừng nghỉ. Không phải lâu lâu rồi mới đi tới đây khóa tu, mà ngày nào phải tu, đi đứng nằm ngồi đều phải tu, ăn uống ngủ nghỉ đều phải tu. Đó là sự chuyển hóa liên tục. Và Đức Phật nói cái tốt đẹp nhất của cái lõi cây là khi nào chứng A-la-hán. Nhưng mà cái vi diệu ở trong cái bài kinh lõi cây nó còn đi xa hơn nữa, thưa quý vị. Cây thân cây ấy dù lớn như thế nào, kính thưa chư vị, vẫn không thể tồn tại nếu không có cái rễ thật thật sâu. Cái rễ phải bám sâu xuống dưới lòng đất. Mà bám sâu xuống dưới lòng đất tức là phải có tứ vô lượng tâm, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Bốn thứ quý đấy, tức là bốn thứ bảo vật ở trong lòng đất. Mà nó phải sống nhờ nương nhờ đất. Đất tức là kham nhẫn. Mặc dù cái rễ cây nó mọc xuống, nó đâm vào trong đất, đất không hề phàn nàn. Đất thọ nhận những sự đau đớn, thân chúng ta cũng thế, những sự khổ não về khí hậu, về môi trường, về bạn bè. Cái lỗ tai nghe người này người kia mắng chửi đầy đủ hết, nhưng mà phải kham nhẫn thọ dụng để chuyển hóa tất cả những cái gì ô trược, những gì lậu hoặc, chuyển hóa ra thành tuệ giác. Và nhờ nước mát mẻ nuôi dưỡng cho nên cái thân cây nó mới lớn. Tức là người tu tập nếu không nuôi dưỡng các thiện nghiệp thì không thể nào có cây ích lợi gì hết, nó không thành được cái gì hết, cây nó ỏi ọt nó chết. Cái rễ nó phải sâu thì nó mới có thể bám dưới lòng đất nó sống được. Có nghĩa là người Phật tử phải sống đạo, không thể nói tụng kinh lý thuyết mà nó thành tựu được, phải sống đạo. Sống đạo là gì? Bắt thánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm, đều phải có chi phần bắt thánh đạo. Rễ nó phải bám sâu xuống dưới, càng sâu chừng nào thì thân cây càng lớn chừng đấy. Vì càng sâu chừng nào thì tứ vô lượng tâm càng mạnh chừng đấy. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Cây muốn lớn thì rễ phải thật sâu. Mà rễ thật sâu thì không phải một sớm một chiều nó sâu được, nó phải từ từ. Bát thánh đạo cũng vậy, chúng ta phải hành trì liên tục, nó mắt, nó tai, nó mũi, lưỡi. Chúng ta phải sống đạo, sống trong bát thánh đạo. Nhưng cuối cùng có cái cây thì nó có ích lợi gì cho đời nếu nó chỉ là cái cây? Cái ảnh dụ trong này Đức Phật nói rất là vi diệu. Thứ nhất, cái cây phải có bóng mát. Cái cây mà như cây cỏ không có bóng mát thì gọi là vô dụng. Cây nó phải thật lớn để có bóng mát, để cho người ta có thể ngồi dưới bóng mát, hay là những cái đoàn xe nó nắng nực đó, cả mấy chục chiếc xe nó có thể, xe ngựa, xe bò nó có thể đậu dưới cái trú ẩn dưới cái gốc cây. Và trên cái cây lớn thì nó có ma quỷ hay là chim chóc nó đậu ở trên đấy. Cây không lớn thì nó không biết dùng gì hết, cây cỏ thì nó không biết dùng gì hết. Cho nên cái ích lợi của cái cây
nó phải đủ sức lớn để cung cấp những cái gì lợi ích cho đời. Lợi ích thứ nhất là nó phải có bóng mát, nó phải rậm rạp để cho chim chóc tới. Và nhiều lúc chim chóc nó tới rồi nó ăn uống cái gì đó xong cái nó ị ra trên cái cây đó, cái cây cũng phải kham nhẫn. Tiếng ong tiếng ve đều có. Đức Phật nó sinh ra ở đời mà người nào không bao giờ bị người ta mắng chửi chê trách là chuyện không bao giờ có. Phật còn bày nữa. Cho nên khi chúng ta chê, bị người ta chê trách, chúng ta phải nhớ điều này. Cây càng lớn chim càng nhiều, mà chim càng nhiều thì phân chim càng nhiều. Phải nên nhớ điều đấy để mà kham nhẫn, để mà tu tập. Thứ nhất là cây cung cấp bóng mát. Thứ nhì là cây cung cấp trái. Nếu nó không cung cấp được bóng mát thì nó phải cung cấp trái. Cái trái là hữu ích cho đời. Con khỉ nó ăn, con sóc nó ăn, con người ăn. Tức là cái cây nó phải cái gì hữu dụng cho đời. Trong cuộc sống chúng ta phải làm lợi mình lợi người. Còn nếu không có, cuộc sống chúng ta chỉ là gỗ đá, chẳng ích lợi gì cả. Và cái thứ ba là trong lúc sống thì nó tạo ra nào bóng mát, nào trái cây. Nhưng mà khi chết thì sao thưa quý vị? Nó cung cấp gỗ. Thân cây càng lớn thì cái gỗ càng tốt. Thân cây càng lớn thì người ta làm bàn ghế được. Còn thân cây nhỏ quá khi nó chết người ta chỉ đem làm củi chuột. Tức là đạo hạnh chúng ta càng ngày càng lớn càng kiên cố thì nó mới có ích lợi cho đời. Bớt nghĩ về mình đi, nghĩ về đời, cống hiến cho đời. Đức Thế Tôn cho tới khi 45 năm Ngài đi hoằng pháp, Ngài chỉ vì chúng sanh mê mờ theo lời thỉnh cầu của Phạm Thiên mà Ngài đi là thuyết pháp cho chúng sanh mở được con mắt mê mờ. Nguyên tắc của Đức Thế Tôn là không bao giờ dẫn người mù đi ngang đường, tại vì chỉ dẫn một lần thôi nhưng thế nào dẫn cả đời. Mà Đức Thế Tôn dạy các tỳ khưu khi thấy người mù hãy mổ con mắt nó, giải phẫu con mắt nó để cho nó sáng, tự nó đi, chỉ cho nó biết đây là tối, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, để cho nó thấy được ánh sáng của chánh pháp rồi nó đi cho đúng những được tự giải thoát. Không ai giúp cho người khác giải thoát được, nhưng ta có thể chỉ đường cho người khác được. Và nhất đến nhất là những cuộc sống của chúng ta đều nương nhờ nơi các vật thực, hay là nương nhờ nơi các tình yêu của cha mẹ anh chị em. Cho nên cũng phải đầu tiên phải cảm hóa những người thân thuộc của chúng ta để cho họ có được lợi lạc. Cái cây mà khi chết á, người ta còn xẻ ra để người ta làm bàn làm ghế được. Đức Thế Tôn trước khi nhập niết bàn, Ngài còn đi về giữa cây sọc lá đó. Là lý do ở đó có hai cái bộ lạc đâm chém nhau, giận hờn đủ thứ. Và Đức Thế Tôn chỉ biết bằng cái chết của Ngài mới xóa được tất cả những cái ranh giới giận hờn của hai cái bộ lạc đó. Và quả thực khi Ngài mất ở đó, hai bộ lạc đoàn kết lại, không yêu thương nhau, không còn giận hờn nhau. Cho tới khi chết, chúng ta cũng đem cái chết của mình có ích lợi cho đời. Nếu không cảnh tỉnh được ai trong cái chết của mình thì cũng nên làm phân bón cho một cái cây nó đã trái để lại cho đời. Và trong lúc sống thì Đức Phật thường thường dùng cái chữ bhikkhu, bây giờ chữ bhikkhu. Bhikkhu là gì? Bhikkhu là tên của một loại cỏ rất mềm, mà thường thường một đồng nó cắt cái loại cỏ ấy trải xuống dưới để cho Đức Phật ngồi, vì nó thơm và nó mềm, Đức Phật ngồi trên đấy. Thế thì bhikkhu mà nó trải ra là bhikkhu, tức là tỳ kheo. Các vị tu tập theo Phật, tỳ kheo có hai loại, một loại có cạo đầu, một loại không cạo đầu, nhưng đều theo cái giới luật của Phật tu tập. Thế thì bhikkhu là gì? Là cái loại cỏ nó có đặc thù là rất là có hương thơm, rất là mềm mại. Mềm mại có nghĩa là chúng ta trong cuộc sống tâm địa chúng ta phải nhu nhuyễn, đừng có cứng nhắc, đừng có chấp, đừng có định kiến, nó phải nhu nhuyễn. Và nó có cái mùi thơm là giới hạnh. Lúc nào sống cũng sống trong giới hạnh, đầy đủ đòn đầy.
Khi sống, cái cỏ bixu nó vẫn thơm, và khi chết, mùi thơm nó vẫn có. Đặc thù như vậy. Có nghĩa là khi sống luôn luôn giữ giới hạn. Và Đức Phật trong Kinh Pháp Cú nói, hương của các loài đều bay theo chiều gió, riêng hương của người có giới hạn bay ngược chiều gió và bay khắp bốn phương. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn làm lợi lạc cho chánh pháp, trước hết chúng ta phải giữ giới hạn nghiêm túc để làm gương cho gia đình, cho anh em, bạn bè. Cỏ bixu khi chết vẫn thơm, người bị tỳ kheo chân chánh tu theo giáo pháp của Phật, từ sống cho tới chết luôn luôn giữ giới hạn, làm tấm gương cho mọi người đi theo. À, ý nghĩa của nó là như vậy. Cho nên trong cuộc sống, từ cái ngày biết đạo, tức là cái ngày chúng ta sinh ra lần thứ gì, sinh ra lần thứ nhất là do cha mẹ, cái thân vật lý, nhưng mà sinh vào trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, tức là biết đạo, tức là biết rằng khổ tập diệt đạo, thấy rất rõ sự nguy hiểm của sự tái sanh, nhất định giữ giới nghiêm trì, hành trì trong chánh pháp từng giờ từng phút, thì đó là sinh là cái gì? Sinh trong giáo pháp. Cho tới ngày chúng ta rời cái cõi trần gian này, tức là bỏ cái thân này đi, thì trong cái khoảng đời sống như vậy luôn luôn giữ giới hạn, luôn luôn làm lợi ích cho đời. Nếu không đem bóng mát cho đời, che chở cho những người bị nóng, bị sân hận, thì cũng cung cấp trái cây ngọt ngào, những cái hương vị của giáo pháp cho những bất cứ sinh linh nào có cơ hội được thọ nhận. Và nếu có chết thì cũng như cái thân cây, để cho người ta làm bàn làm ghế, người ta xẻ gỗ ra. Ngay cả cái chết của mình cũng đem lại lợi ích cho chúng sanh. Thì đó là người tu Phật. Đó là cốt lõi của đạo Phật. Đó là những cái ẩn dụ vi diệu mà Đức Thế Tôn đã truyền đạt trong bài kinh Lõi Cây của Kinh Trường Bộ, Phật 26. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.